Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thầy trò Võ Đường Ngọc Hòa Diễn Châu tổ chức một cái buổi gặp mặt rất là vui. Tuy là bàn nó chưa có gì bởi vì nó chưa kịp làm, nhưng mà quay cho nó sáng. Để trước hết là chúng ta nhìn cái biển Diễn Châu khách đông kinh khủng luôn, đông ngoài sức tưởng tượng của mình. Là nhiều năm mình không về, mình không ngờ là cái bãi biển Diễn Châu bây giờ nó đông mức độ như thế. Buổi chiều người ta tắm rất là nhiều và người ta ăn cũng rất là nhiều. Đấy, trước đây biển Diễn Châu không có đông khách đến mức độ như này đâu. Có khách nhưng mà không đông kinh khủng như này đâu. Bây giờ thì khách đông quá. Rồi bắt đầu sẽ đi từ người đầu tiên. Đấy là Cao Đức Nguyên. Xin chào tất cả mọi người. Nguyên đây, còn đây chúng ta sẽ đi dần dần từng người nhá. Cao Đức Nguyên hiện tại là đang làm bí thư xã Diễn Ngọc. À, bí thư đoàn. Bí thư đoàn là phong một phát lên. Phong một bí thư đảng. Trinh hả? Vẫn như xưa nhỉ? Nhìn vẫn đẹp trai là ngon rồi. Đây phát cho Trinh nhỉ? Để giới thiệu luôn. Đây, đang quay YouTube mà. Chào. Chào bà cha. Đây là sinh Lê. Sinh rất là sinh luôn. Đang tranh chủ quay tí cho nó sinh. Rồi đi tiếp, đến theo là anh Nguyễn Quang Huy. Xin chào tất cả mọi người nhá. Hiện tại là chủ nhiệm câu lạc bộ võ thuật gì nhỉ? Của Diễn Phong này. Diễn Phong, vẫn là Diễn Phong. Anh này ngày xưa, anh này ngày xưa anh học trò của mình ở Diễn Phong, bây giờ anh vẫn giữ được câu lạc bộ Diễn Phong. Dạ, 20 năm. 20 năm rồi. Tiếp theo là anh Từ Tiến Trường, xin chào tất cả mọi người. Rất đẹp trai. Anh ta hiện tại đang chủ nhiệm câu lạc bộ của thị trấn nhỉ? Dạ. Đúng không? Rồi. Đấy, anh ta đang kèm theo một cô gái rất xinh đẹp ngồi đây, phải giới thiệu cô này trước. Nhà em là vợ của anh Trương, hiện tại đang cho anh quần áo đây ạ. Anh Trương mà cũng là học trò của Võ Đường Ngọc Hòa. Hiện tại đang bán rất nhiều quần áo đẹp. Ai có nhu cầu mua quần áo cứ đến gặp cô Hằng ở địa chỉ đâu nhỉ? Dạ, cứ vào phố Quia Hàng Trương là được rồi ạ. Phố Hàng Trương. Đấy. Trương ơi Trương, đây giới thiệu với chứ. Đây là Phạm Văn Sĩ, của đội viên trưởng của Diễn Ngọc. Rồi Diễn Ngọc, anh chị chào. Chào tất cả bạn bè và con của thầy Hòa nhé. 115.000 người trên kênh YouTube Nguyễn Kết Hoài. Hậu nghệ. Chào tất cả quý anh chị và cô chú anh ba. Chú nha. Em là Hồng Nghệ. Một tay nhiếp ảnh gia rồi Facebook rồi YouTuber. Tiếp theo là Đình Thành. Nguyễn Đình Thành. Diễn Lâm và Diễn Đoài. Một vợ ba con hả? Ba con chuẩn bị ba. Rồi tiếp theo em giới thiệu lên em. Cô Văn Phương. Huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Tân Thành. Phương có lần gọi điện cho thầy rồi đúng không? Rồi, đây Phương huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Tân Thành. Đây là Đặng Hoa. Hay còn gọi là Hoa Râu. Làm ở Lào Việt. Anh ta rất là nhiều râu. Việt Kiều Lào. Rất là đẹp trai. Tiếp theo là anh Quân. Quân. Bạn của Phạm Nhật Vương hả? Không phải nói đùa, Phạm Nhật Vương là kiện chết đấy. nhân viên của công ty ông ấy. Nhân viên của Phạm Nhật Vương hả? Đang làm ở giờ đâu em? Dạ hiện tại em đang ở nhà mấy bữa. Em ở Phú Quốc vậy ạ. Làm Phú Quốc hả? Làm Phú Quốc, làm bộ phận nào Phú Quốc? Em làm ở bán một xây dựng ở Gần Hàn Quốc. Thế thì hôm nào thầy ra Phú Quốc thì nó lưu số ở thầy nhá. Dạ. Tiếp. Đây là Vân Mầu. Mầu. Bây giờ đang là ngày xưa là một võ sinh rất là ưu tú của Võ Đường Ngọc Hòa. Giới thiệu đi. Giờ lại xe. Tay chào quý vị các bạn. Chào cả nhà nhá. Hiện tại là ngày xưa là võ sinh ưu tú của thầy. Bây giờ hiện tại là công việc của em là lái xe. Ok, rất tốt. Tiếp theo là em Lê Thanh Thảo. Lê Thanh Thảo. Huấn luyện viên câu lạc bộ Diễn Yên và Thọ Thanh. Tiếp theo Nguyễn Đình Hướng. Dạ. Vâng chào cả nhà. Nguyễn Đình Hướng.
hiện tại công việc hiện tại đang chạy taxi. Mấy khi có chủ tịch tập đoàn về nên là có hướng để ra trên bây giờ đi gặp và giao lưu với chủ tịch và tất cả anh em một đường biên Trần Châu. Rồi, ai có nhu cầu taxi cứ gọi cho Nguyễn Đình Hướng. Là Facebook Nguyễn Đình Hướng luôn. Tiếp theo, chồng của Thương Thương. Xin chào. Anh em chào mọi người. Chào cả nhà nhá. Thương Thương chào mọi người. Chào mọi người ạ. Giới thiệu em. Đây là huấn luyện viên Hồ Thị Thương. Huấn luyện trưởng của đội bóng chiến trường. Huấn luyện viên trưởng. Rất nhiều bóng chiến trường đẹp ở chiến trường. Ai nên là nhiều bóng chiến trường. Nên là nhiều nữa. Rồi ai muốn học võ ở chiến trường cứ đến gặp cô Thương. Rồi. Đây là tương đối đầy đủ rồi. Đây vợ của anh Nguyễn Đình Hướng. Anh ta đang cô ta đang còn bồng một lúc hai cháu. Rồi bây giờ đây một nhân vật K1 ở Chiến Châu. K1 Chiến Châu. Xin chào nhé. Ngô Hoàng. Một vợ bốn con. hai con hai đằng. Thì nghe giới thiệu lúc nãy thế rồi cứ tưởng thế. Rồi bây giờ đã có được một số món ra đây rồi. Gỏi đây cái gì nhỉ? Gỏi sứa. Nộm sứa. Khách quá đông cho nên là người ta không thể làm nhanh được. Đấy. Khách đông lắm. Khách rất là đông luôn. Rồi lát nữa có gì cần thì chúng tôi sẽ quay tiếp. Bây giờ để thầy trò ngồi hàn huyên tâm sự, chụp mấy cái ảnh luôn. Rồi chạy đâu? Ok. Thế nào quay xong nói đây. Xin chào quý vị và các bạn. Từ nãy giờ đứng lớp sau rồi bây giờ phải ra đây để chào mọi người thế. Chắc là được rồi. Không phải thầy quay đâu. Chú Luet quý vị ạ. Chất chùa. Chúc mừng. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi và bấm vào chuông tất cả để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là giới thiệu cho món cá mới này. Cá gì? Ôi, sao lâu ngày quá nhỉ? Đục hả? Đục. Hắc Quyên, Hắc Quyên. Đây là Hắc Quyên của Chiến Châu. Rất là to cao. Sang bây giờ làm ở đâu em? Nhà. Sang lấy ghế ngồi vào em. Đang quay có học trò mới nên là chào. Giới thiệu. Kiểu đặt lạ lắm mọi người. Đây mọi người mở đây. Đây, rất là nước mắm. Con nhà kỳ. Con nhà kỳ. Giới thiệu này luôn. Có kiểu lạ hả? Đặt ở dưới nước mắm rồi. Rồi, ok. Trên này nó lại nhỉ ở đây đó. Rồi, chúng tôi sẽ dừng video ở đây quý vị và các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.